hữu hoặc giao kết, giao chế, tụ hội. Câu này là kinh văn. Tịnh Ảnh Sớ nói, dưới giao kết tụ hội, tiếp theo giao kết tụ hội. Câu văn tự này, minh tạo nghiệp quá, nói rõ vì tà dâm nên tạo tội lỗi, vì dâm dục nên tạo những việc giết, trộm, vân vân. Đó là những tội lỗi. Câu này nói rất chi tiết, rất rõ ràng. Từ đây trở xuống nói rõ, do dâm ác dẫn đến những tội giết, cướp, vân vân. Những tội như thế này trong lịch sử xưa nay, cho đến thời điểm hiện tại, nếu quý vị bình tâm quan sát, những chuyện như thế này rất phổ biến, kể không hết. Khi tạo tác, tự hồ như rất thích, nhưng những tội lỗi được tạo ra, tất cả kết quả nhận được là địa ngục trong tam đồ, khổ không thể tả. Bởi thế việc này ta càng nghĩ càng cảm thấy sợ, càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng. Thực sự nhận rõ chân tướng sự thật thì thà bỏ thân này chứ không làm ác. Phần tiếp theo giải thích kinh văn. Giao kết có nghĩa là cấu kết. Tụ hội, tụ tập tà chúng. Tập hợp mọi người làm gì? Giết hại cướp bóc. Vì thế nên dẫn đến dâm ác. Phàm dùng những vật nhọn để đâm đều gọi là đâm. Ở đây chỉ những vũ khí giết người như giáo mát. Do dâm nên giết. Cưỡng đoạt. Đại sư Cảnh Hương nói là lấy một cách ngang nhiên. Đấy là cưỡng đoạt. Được nhìn thấy khi nào? Trong chiến tranh. Trong chiến tranh thì có thể lấy một cách ngang nhiên, không bị ai ngăn cản. Bức hiếp, dùng sức mạnh đe dọa, đó là hào đoạt vậy. Gọi là trộm cướp. Không do chính người đó muốn dâng hiến. Đấy gọi là cưỡng đoạt, cướp bóc. Nếu nói rộng, những ác nghiệp giết cướp, từ hành động tà dâm dẫn đến giết người, cưỡng đoạt, làm những hành động bất nhân như thế,
Tại sao phải làm? Là bởi muốn lấy cho vợ, làm vừa lòng người phụ nữ, muốn mua vui cho bản thân mà thôi. Muốn làm vừa lòng người phụ nữ. Chúng ta xem vua Ân Trụ. Cuối triều nhà Thương ngày xưa, vua U cuối triều nhà Chu, Hạ Kiệt cuối đời nhà Hạ. Đây là nói ba đời. Những vị hoàng đế cuối cùng đã mất nước như thế nào? Tất cả đều từ tham luyến nữ sắc, tan nhà mất nước. Chết không toàn thây. Sau khi mất rồi, đương nhiên đọa địa ngục vô gián. Là bởi tạo tất cả nghiệp giết, trộm, dâm, dối. Đây là tội nghiệp địa ngục. Cực thân Đại sư Vọng Tây nói, cực là mệt nhọc, nên cực thân là thân ấy mệt nhọc. Giết, cướp, dâm dối đều làm thân mình mệt nhọc. Những ác như thế sẽ đọa làm ma. Những người đó trước là chuốc lấy. Người thấy, quỷ cũng thấy. Đại sư Nghĩa Tịch nói, nghĩa là làm ác rõ ràng, mọi người nhìn thấy. Người nhìn thấy, làm ác trong bóng tối, người không thấy nhưng quỷ thấy. Lại Hội Sớ nói, nhân là nhân gian, quan lại bắt bớ, quỷ là quỷ thần, Quan Âm phủ thấy được. Minh thần ghi chép, cõi trời cũng ghi chép. Người tạo ra tội lỗi làm sao trốn thoát? Không cách nào trốn thoát được.